xin cùng đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hồi ấy, ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mực ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì quăng vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng. Đó là mùa hy vọng, mùa hướng lên Thiên Chúa và hướng tới phía trước. Phụng vụ lời Chúa trong mùa vọng này cho chúng ta chiêm ngắm ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là ngôn sứ Isaia thuộc về thời Cựu Ước. Nhân vật thứ hai là Thánh Gioan Tẩy Giả đứng giữa để mà nối Cựu Ước và Tân Ước. Và nhân vật thứ ba đó là Đức Trinh Nữ Maria và người thuộc về Tân Ước. Cả ba nhân vật đó đều tràn đầy hy vọng và cũng dạy cho chúng ta về niềm hy vọng đó. Chúng ta nghe trong bài đọc của ngôn sứ Isaia, từ gốc rễ, từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, và từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Đây chính là lời của niềm hy vọng, hướng tới hy vọng. Giê-xê, thưa quý bà anh chị em, là cha của vua David. Và thời đại của vua David đó là một thời đại hoàng kim trong lịch sử ơn cứu độ của dân Chúa. Và thời đại đó là một thời đại ta tạm gọi là thành công tốt đẹp nhất. Nhưng mà dần ra sau David thì dân Chúa bắt đầu suy vi, bắt đầu bỏ Chúa. Và rồi ngôn sứ Isaia đã cất lên những lời này để mà khích lệ dân chúng hướng đến tương lai và hy vọng vào Đức Chúa. Sau đó thì sau vua Salomon, tức là vị vua kế tiếp David, thì các vua cũng bất tài, và rồi đất nước bị mất, và rồi dân phải đi lưu đày Babylon. Thế nên lời này nói cho dân để hy vọng, và cũng là nói cho chúng ta để hy vọng.
Thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày này, chúng ta thấy các nhà thờ, thậm chí các cửa hàng, rồi ngoài đường phố, trang hoàng đẹp lắm. Nào là ông sao, nào là đèn hoa, nến, nào là cây thông. Đúng là một bầu khí bên ngoài làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy háo hức, cảm thấy vui. Và không chỉ có vậy thôi, cái bầu khí lễ hội bên ngoài đó lại còn là một sự chuẩn bị tâm linh rất tốt đẹp cho mỗi tâm hồn chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em. Nói như thế để cho chúng ta biết được rằng chúng ta chính yếu ở trong mùa này có cây thông. Cây thông đó là biểu tượng của Chúa Giêsu. Đây là theo truyền thống. Rồi cây thông đó chúng ta sẽ thấy nói lên cho chúng ta về một sức mạnh, về sự sống và về niềm hy vọng. Kêu mà anh chị em biết, thông thường đấy, cây thông đó là một cái cây to, và tức là lâu năm thì nó to lên, nhưng mà nó luôn xanh lá vào trong mùa đông rét mướt lạnh giá, và nó coi như là một cái nơi trú ẩn cho nhiều loài chim chóc. Nhà thơ của chúng ta Nguyễn Công Trứ, ông ta nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hẳn là ông ta đã chán cái kiếp này. Ông ta thấy cuộc đời nó có nhiều cái khó khăn, có những thử thách. Thế nên thôi, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Và giữa đường vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo cây thông. Trước đó thì ông nói ngồi buồn thì ông ta suy nghĩ về cuộc đời. Nhưng hôm nay khi chúng ta mừng lễ, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, thì hình ảnh cây thông là biểu tượng cho Chúa Giêsu trong truyền thống. Rồi chúng ta biết rằng cây thông đó thường thì ở trên cao là một ngôi sao lớn. Đấy chính là ngôi sao, là chính Đức Giêsu đã dẫn đường cho các đạo sĩ, hay cho ba vua, hay cho nhà thông thái, ba người đến Bethlehem để chào và thờ lạy Chúa Giêsu trong hang đá Bethlehem. Rồi những cái quả trâu, rồi những đèn xung quanh cây thông trang trí, chúng ta cảm thấy được có một sự ấm áp, một niềm vui, và chúng ta cảm thấy ít nhiều có bình an. Và ở dưới gốc, ở dưới chân của cây thông đó, thưa quý ông bà, thường người ta đặt những món quà. Tất nhiên những cái hộp đó rồi được bọc giấy rất là đẹp, nhưng mà trong chẳng có gì cả. Nhưng mà nó là một món quà. Ai mà chẳng thích nhận quà nhỉ? Quà mở ra vui, hạnh phúc. Đó là chưa kể có những phong tục tập quán của cái mùa Noel. Chẳng hạn trẻ em sẽ treo cái vớ ở ngay cái lò sưởi, và ông già Noel sẽ đi qua cái ống khói vào để mà tặng quà cho các trẻ em. Rất là thú vị, rất là thơ mộng. Và đặc biệt ở truyền thống có đặt một cái rìu ở dưới gốc cây thông, làm cho chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa hôm nay Thánh Gioan đã nói đấy. Bây giờ cái rìu đó đã kề ở sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Đấy, cây thông đó là biểu tượng của Chúa Giêsu. Mới ngày hôm qua thôi, thưa quý ông bà anh chị em ở bên Vatican, thì đã thắp sáng cây thông cũng như hang đá. Cây thông đó là cây thông cao 26 mét và tuổi đời của nó là 62 tuổi của một vùng quê nước Ý. Tất nhiên nó phải là một cây thông thật. Còn bây giờ chúng ta ở thành phố thì thôi chấp nhận chơi cái cây thông giả, muốn cao cỡ nào cũng được, 2, 3, 40 mét cũng được. Nhưng mà cái hình ảnh của cây thông đấy, cái sự mạnh mẽ, cái sức sống, cái sự chịu đựng, và nó cho chúng ta thấy được sự sống mới và đang lớn lên mỗi ngày. Rồi cây thông đó cũng có thể áp dụng cho đời sống đức tin của chúng ta. Có lúc nào đó không biết quý ông bà anh chị em có tự ngẫm nghĩ, dẫn cả gia đình của mình đến, hay là có một vài đứa con nhỏ đứng trước cây thông đó,
chỉ cho các em đã thấy ngôi sao kia chính là ngôi sao đức tin mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng của chúng con ngay từ khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội. Thế nên con phải theo cái ngôi sao đức tin đó là chính Chúa Giêsu đó để mà bước đường đức tin của con mỗi ngày nó thăng tiến hơn. Và Chúa Giêsu chính là đường đi, là sự thật, là lẽ sống. Rồi nhìn những cái chàng quả trâu, rồi hang dây điện quay từ trên chung quanh cây thông từ trên xuống dưới, có bao giờ cha mẹ có nói với các con nhỏ của mình không? Đó là hình ảnh của một sự ấm áp, của một niềm vui, của bình an mà Chúa sẽ cho gia đình chúng ta nếu chúng ta bước theo ánh sáng và bước theo ngôi sao đức tin mà Chúa đã cho mình. Còn ở dưới đó, ở dưới gốc cây thông có những món quà như là một tặng phẩm Chúa ban để mang lại niềm vui, nhưng cũng còn nhắc nhở cái rìu đó để mà thay đổi, để mà sám hối, để mà hoán cải, dùng từ nào cũng được. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh về cái phương diện sám hối hoán cải trong đời sống tâm linh thôi thì xem ra vẫn chưa đủ. Ta dùng cái từ thay đổi thì nó nhẹ nhàng thật, nhưng bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ, cha mẹ có thể nói với con cái: chúng con tập thay đổi, tập hoán cải, tập sám hối trong những việc rất nhỏ của cuộc sống mỗi ngày. Ví dụ ở trong nhà chúng con có phòng riêng, sắp xếp cho nó ngăn nắp lại, cho nó sạch sẽ, lau chùi nó đi, rồi chỗ nào vật nấy, rồi gọi là trật tự ngăn nắp. Đấy là một sự thay đổi. Hay là chúng con có cái thói quen chơi game nhiều quá, thôi thay đổi bớt đi một chút sau khi đã hoàn tất các việc học, rồi làm bài đầy đủ thì mới là giờ để mà chơi game. Đấy, những thay đổi nho nhỏ như vậy. Sách Gương Phúc thì nói với chúng ta thế này: trong đường tâm linh, đường thiêng liêng, mỗi năm mà chúng ta chỉ từ bỏ, dứt bỏ được một tật xấu thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành thánh. Đấy, thay đổi, hoán cải. Và nếu không thì cái rìu đó đặt ở dưới gốc cây, và cây mà không sinh hoa trái sẽ bị cắt nó đi, chặt nó đi. Thế nên rõ ràng cái biểu tượng đó rất có ý nghĩa cho đời sống công giáo của chúng ta. Biểu tượng về Chúa Giêsu, biểu tượng về niềm hy vọng, biểu tượng về sức sống, biểu tượng về quà tặng của Thiên Chúa. Thế nên rõ ràng đời sống Kitô hữu của chúng ta mỗi ngày vẫn đang sống trong niềm hy vọng đấy thôi. Mà ngôn sứ Isaiah nói về Đức Giêsu là một thần trí khôn ngoan và minh mẫn. Đức Giêsu là thần trí mưu lược và dũng mãnh. Đức Giêsu là thần trí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Và nhất là người sẽ đến mà mở ra một thời đại, một vương quốc. Sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái. Rồi sư tử ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục. Rồi trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang, sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Một hình ảnh rất thi vị, rất đẹp, và ai trong chúng ta hẳn cũng mong muốn. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong cái thời đại xem ra những điều này chưa xảy ra. Chắc chắn trong tương lai, chắc chắn niềm hy vọng của chúng ta hướng lên Chúa và hướng về một thời đại mà Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy. Lúc đó sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập ở trên trái đất này như là nước lấp đầy lòng biển. Ngôn sứ Isaiah dùng những ngôn từ và Ngài đã trau chuốt để mà diễn tả cho chúng ta về một niềm hy vọng lớn lao. Thế nên chúng ta đang sống trong những ngày mùa vọng, ít là tuần thứ hai, còn hai tuần nữa, nhưng vẫn cứ là sống để cho đời sống của mình lớn lên trong niềm hy vọng, hướng lên Đức Chúa, hướng tới tương lai để Thiên Chúa sẽ hành động và giúp chúng ta, miễn chúng ta có ngôi sao đức tin soi đường,
miễn chúng ta thấy được sự đầm ấm, sự vui tươi và hạnh phúc, miễn chúng ta thấy được lời mời gọi của Chúa để mà thay đổi, để mà sám hối, để mà hoán cải mỗi ngày. Có một câu chuyện khá thú vị để mà nói về tình yêu mà Thiên Chúa vẫn đang tuôn đổ cho con cái của người, nhất là trong mùa vọng này. Câu chuyện kể lại có cây táo, cây lớn sum xê đầy trái. Một đứa bé hàng ngày nó đến đó, nó chạy nhảy, nó vui đùa ở quanh cây táo đó, và nó nhặt những cái lá, nó kết thành cái vương miện, nó đội lên đầu nó, và nó vui vẻ xưng mình là vua của núi rừng. Rồi có lúc nó leo lên cây táo, nó truyền từ cành này qua cành khác, và rồi nó hái những trái táo nó ăn, và nó cảm thấy hạnh phúc. Cây táo cũng rất hạnh phúc. Bẵng một thời gian nó đã lớn lên một chút, chắc là tuổi thiếu niên. Nó trở lại cây táo đó, cây táo hỏi nó: con cần gì? Đứa bé trả lời: con cần tiền. Bởi vì sao? Nó hiểu được cái giá trị đồng tiền và nó thấy có những nhu cầu riêng của nó. Nhưng mà ta làm gì có tiền? Thôi bây giờ có những cái táo đó con thu lượm và đem ra chợ mà bán, và rồi con sẽ có tiền. Đứa bé vui vẻ lượm hái các táo rất nhiều và đem ra chợ bán, và nó có tiền. Cây táo hạnh phúc và đứa bé cũng hạnh phúc luôn. Bẵng đi một thời gian, chắc là đến tuổi trưởng thành rồi, không thấy đứa bé đâu, mà bây giờ nó đã qua tuổi thiếu niên, bây giờ nó đã trưởng thành rồi, nó trở lại với cây táo. Cây táo cũng thấy nó và vui mừng nói với nó: con còn cần gì nữa đấy? Bây giờ thì nó nói: con cần một cái nhà, con sẽ cưới vợ, có những đứa con và có một cái nhà đó. Ta làm sao có thể cho con được cái nhà đây? Thôi con hãy chặt những cái nhánh cây ở đây và cất cái nhà, để mà con có thể hạnh phúc với vợ, với con, với gia đình của mình được. Thế là chàng thanh niên đó vui vẻ và làm như vậy. Đến lúc bẵng một thời gian khá lâu, anh ta trở lại, bây giờ không còn phải là một thanh niên gọi là mập mà khỏe mạnh, mà là một ông già. Cái ông già đó đến dưới gốc cây táo, và cây táo bảo: bây giờ cố làm sao leo lên cái cành cây táo đó đi, rồi leo lên thân cây, rồi hái cây táo mà ăn, làm sao mà được nữa, già quá rồi. Rồi sao, con muốn gì? Cái người già đó mà đã thoát thai từ một đứa bé, con muốn có một cái thuyền để mà con hưởng thụ cuộc sống, để mà con ngao du sơn thủy, để con đi đây đi đó. Rồi cây táo nói: được, đây con hãy chặt lấy cái thân cây này và làm cái thuyền cho con. Cây táo hạnh phúc và đứa bé cũng hạnh phúc, bởi nó có một cái thuyền để mà ra đi, để mà ngao du sơn thủy. Nhưng mà cây táo hạnh phúc mà chẳng còn gì cả. Bây giờ chỉ còn trơ ra một cái gốc to xù xì với nhiều cái nhánh rễ lan tỏa ở trên mặt đất, giống như cái gốc tổ Jesse vậy. Một thời gian sau, cái ông già đó trở lại, yếu rồi, mệt rồi, đến bên cây táo và chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Cây táo cũng nói: con hãy đến đây nằm xuống đó nghỉ ngơi, thư giãn, thanh thản, để mà thấy được cả một cuộc đời đúng là tràn ngập tình yêu. Câu chuyện xem ra khá đơn giản nhưng mà lại có nhiều ý nghĩa, để cho chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa giống như hình ảnh của cây táo đó cho chúng ta vậy. Giống như một cái cây to lớn, mạnh mẽ, tốt đẹp, nhưng sẵn sàng cuối cùng chỉ còn có một cái gốc mà thôi. Nhưng mà ta lại phải nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, và từ cội rễ ấy
sẽ mọc lên một mầm non. Đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong mùa Giáng sinh này chắc chắn chúng ta không thiếu cây thông. Tất nhiên không phải là cây thông thật, cao 26 mét, 62 tuổi đời như là ở bên Vatican. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái ý nghĩa, cái biểu tượng của cây thông đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta cũng có thể thấy được ý nghĩa và cái biểu tượng cây thông đó là chính đời sống của chúng ta. Với tất cả những điều mà ta vừa chia sẻ với nhau, ước mong đời sống Kitô hữu của mỗi người lớn lên mỗi ngày, mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy trông, và nhất là nồng nàn trong đức mến. Để sao vậy? Để mà sức sống mới của Chúa Giêsu, đấng sẽ giáng sinh làm người, sẽ sinh ra trong cuộc đời của chúng ta. Bởi lẽ ai đó đã nói với chúng ta rằng Chúa có ngàn lần sinh ra ở trần gian này mà không một lần sinh ra ở trong đời sống của chúng ta thì xem như Chúa chưa sinh ra vậy. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.